Vua Kim xin giới thiệu bộ phim cực hay của Ma Đông Súc. Khi anh Ma nhà mình làm cảnh sát Hàn, không may thế nào lại có ba thằng tử tù Trung Quốc trốn sang, thu tiền bảo kê cho vay nặng lãi hết sức tàn ác, lấy việc giết người làm niềm vui, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nhờ ngày nào cũng giết người mà mở rộng được địa bàn. Các băng đảng Hàn Quốc nhanh chóng bị hắn chiếm hết. Liệu anh Ma sẽ làm gì để bắt được tên này đây? Vào năm 2004, an ninh phố tàu ở Hàn Quốc rất tệ, chuyện đâm chém ở đây xảy ra hàng ngày. Kể cả khi cảnh sát đến, hai người gây gổ cũng không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn cầm dao muốn đâm chết đối thủ. Lúc này một người đàn ông to khỏe đi đến, một tay nghe điện thoại, một tay bẻ gãy đối phương. Người còn lại sợ đến xanh cả mặt, hắn ta ngoan ngoãn buông dao xuống. Cuộc ẩu đả đã kết thúc ngay lập tức. Người đàn ông là cảnh sát Ma Đông Súc, anh ấy mỗi ngày phải giải quyết rất nhiều vụ án. Đến phòng bia, một người đàn ông đầy máu đang nằm trong phòng tắm, nhìn thấy hình xăm trên cơ thể, Ma Đông Súc biết ngay đó là hình xăm của băng đảng Độc Xà. Băng đảng này hoạt động rất mạnh ở địa phương, thấy đàn em trong băng bị người khác ức hiếp, các thành viên liền cầm gậy đi trả thù. Nhưng khi nhìn thấy Ma Đông Súc đằng trước, bọn chúng lập tức dừng chân lại. Anh yêu cầu chúng bỏ gậy xuống, đối phương không nghe, Ma Đông Súc liền cho hắn một cái bạt tai. Đại ca băng Độc Xà đến ngay sau đó, gọi Ma Đông Súc đến một bên. Ma Đông Súc đã biết chính băng đảng Di Sư đã gây ra chuyện đó, anh liền tới quán chơi game do đối phương quản lý. Tên giết người khi nhìn thấy Ma Đông Súc đã bỏ chạy ngay lập tức. Một nam cảnh sát đuổi theo vào một căn phòng. Đối mặt với một đám xã hội đen ở đây, anh cũng hơi sợ rồi. Chỉ có Ma Đông Súc dám tiến lên trên. Tên giết người tưởng mình đã chạy thoát thành công, nhưng chạy được không xa đã bị Ma Đông Súc đạp ngã ra đất. Hắn rút dao đe dọa, Ma Đông Súc lấy luôn túi ra cho hắn bỏ vào trong. Hắn không nghe và kết quả một quả ngất lịm. Phía khác ta có Giang Chen và hai đàn em, là ba người tàu đang bị truy nã trốn sang Hàn Quốc, chuyên cho vay nặng lãi và cực kỳ độc ác. Một người trong băng đảng Độc Xà đã vay hắn 30 triệu won, nhưng Giang Chen ép buộc đối phương phải trả 100 triệu. Đối phương không muốn trả nhiều vậy, hắn liền kéo đến một chiếc búa, đập cho người đàn ông nát bàn tay, đồng thời cũng tăng số tiền phải trả lên 200 triệu. Người đàn ông không còn cách nào khác, vừa phải trả tiền vừa bị đập nát bàn hai tay. Đội trưởng cảnh sát giờ đây rất phiền não, bởi vì xã hội đen hoạt động tràn lan. Ma Đông Súc cho rằng cần phải kìm hãm chúng lại ngay lập tức, thế là anh trực tiếp đến gặp băng Di Sư, một băng đảng chuyên bảo kê cờ bạc trái phép. Đến phòng của đại ca băng Di Sư đầu trọc, bóp chim cảnh cáo sau này đừng có mà gây chuyện. Đương nhiên mối thù giữa hắn và băng Độc Xà cần được giải quyết, anh khuyên Iso và Sung Tae băng Độc Xà hòa giải. Do Iso đã giết chết người của băng Độc Xà, nên Ma Đông Súc bảo Iso xin lỗi Sung Tae trước. Iso ban đầu còn cứng đầu. Ma Đông Súc nói quán hôm nay đóng cửa nhé. Iso sợ vãi đái lập tức xin lỗi. Ma Đông Súc đang ở đây, nên Sung Tae cũng đành phải chấp nhận, còn chụp một bức ảnh hai thằng khoác vai nhau. Đúng lúc này Sung Tae nhận được tin của đàn em vừa bị đập nát tay. Anh liền lái xe đến bãi phế thải gặp thằng tàu khựa Giang Chen. Thấy đàn em bị đánh tơi tả, anh nhổ nước bọt vào tờ giấy nợ, muốn cho đối phương biết mình là ai. Giang Chen không nói câu nào, lấy con dao đâm liên tiếp vào cổ Sung Tae. Hắn giết đại ca một băng đảng mà không hề chớp mắt. Đám đàn em thấy chúng quá ác cũng không dám lên, thế là hắn cầm dao lên đâm chết luôn thằng vay nợ, rồi đòi những đàn em băng Độc Xà phải trả nợ 200 triệu kia. Phía khác Ma Đông Súc tìm đến đại ca Hoang của băng đảng Xuân Thực, muốn thu thập một số thông tin. Nhưng khi Ma Đông Súc muốn rời đi, ông ta lại gọi một đám nhân viên nữ đến. Nhìn mấy em tay vị nước chảy đầm đìa, Ma Đông Súc đã không thể kìm được lòng mình nữa. Mà khốn nạn thay, lúc này Giang Cheng cũng đến. Sáng hôm sau khi anh tỉnh lại, một số cảnh sát đã tới quán karaoke. Ma Đông Súc vội vàng mặc quần áo rời đi, vô tình lại đụng trúng đồng nghiệp. Anh liền nảy số ngay, trách đồng nghiệp sao bây giờ mới tới. Ma Đông Súc tiện bề bắt tay vào công việc. Hóa ra Giang Chen tối qua đến đây phá hoại rất nghiêm trọng, mấy thằng đàn em còn đang hiếp đám tay vịn trong phòng. Quản lý xông vào ngăn cản, Giang Chen liền ra tay không nể nang, hắn còn kêu đàn em chặt đứt tay người quản lý. Cảnh sát chỉ biết đó là ba người tàu khựa vượt biên trái phép, mà vẫn chưa biết chúng thực sự nguy hiểm thế nào. Đại ca Hoang của quán karaoke nói muốn dạy dỗ chúng một bài học. Ma Đông Súc cảnh cáo ông ta đừng nhúng tay vào chuyện này, bởi vì anh chưa thấy ai tàn ác như vậy. Phía khác đàn em trong băng Độc Xà thấy sự hung dữ của Giang Chen, cũng bắt đầu ngoan ngoãn nghe lời hắn. Thế là tên tàu khựa độc ác đã chiếm luôn được băng Độc Xà. Nhưng hắn còn muốn nuốt chửng băng Di Sư và băng Xuân Thực nữa, thì hắn sẽ là bá chủ của đất nước Hàn Quốc này. Ma Đông Súc nhờ đại ca băng Di Sư kiếm ba thằng tàu khựa. Nhưng còn chưa kịp tìm, Giang Chen đã tự tìm đến quán của băng Di Sư. Hắn kêu đàn em tấn công người đập phá đồ đạc. Rất nhanh Iso đã dẫn theo đàn em tới, rồi một mình vào đối thoại với Giang Chen. Giang Chen trực tiếp nói luôn là hắn muốn độc chiếm quán game này. Lát sau thấy người của mình đã bị Giang Chen đánh gục hết, Iso cũng đành phải nhượng bộ. Ngay sau đó Giang Chen và đàn em tiếp tục đến quán karaoke của đại ca Hoang thu phí bảo vệ. Đối phương nhất định không đưa, Giang Hai đi đến trực tiếp đâm dao lên tay. Hắn ta còn nhét rất nhiều bật lửa vào mồm chủ quán. Xã hội đen Hàn Quốc có nhiều người ác, nhưng dã man được như đám tàu khựa thế này chưa có bao giờ. Lát sau Ma Đông Súc và đồng nghiệp đến quán cơm ăn tối, Giang Chen và mấy tên đàn em cũng đến. Ma Đông Súc cảm thấy đám người này rất đáng ngờ, nên đã cẩn thận quan sát tình hình. Đồng nghiệp của Ma Đông Súc giả vờ đi sang mượn bật lửa. Khi thấy đối phương nói tiếng Lai tàu khựa, Ma Đông Súc liền kêu người ra chặn cửa. Ngay lúc này Giang Chen trong bếp đã biết mình bị lộ.
hắn chủ động lấy chảo dầu sôi tấn công trước, đàn em cũng nhanh chóng chạy trốn. Đợi khi Ma Đông Xúc đuổi ra cửa thì đã không thấy chúng nữa rồi. Phía khác đại ca Hoàng cho người bắt đàn em của Giang Chen. Sau khi tra tấn một hồi mới biết được chi tiết về tên Tàu Khựa, đàn em vì muốn bảo vệ tính mạng, hắn ta hứa giúp đại ca Hoang tìm Giang Chen, bởi vì tên đó đã nghi không ở cố định ở nơi nào cả. Phía khác đồng nghiệp của Ma Đông Xúc cảm thấy bản thân vô dụng, không những không bắt được Giang Chen, mà còn để bọn chúng làm bị thương. Vì vậy anh nảy sinh ý định muốn rời khỏi ngành. Ma Đông Xúc không nói gì chỉ đành an ủi. Cảnh khác tại sòng bạc mà Giang Chen quản lý, con bạc đang an nhiên đánh bài, thì đột nhiên một chiếc xe tông thủng cửa, đàn em của đại ca Hoang cứ thế xông vào đập phá. Sáng hôm sau Giang Chen cùng với đàn em nhanh chóng đến sòng bạc, biết được mọi chuyện là do Bang Di Sư làm, liền đi tìm họ để tính toán. Không lâu sau đã gặp đám người của Bang Di Sư bao vây, ngay sau đó là một trận đánh nhau khốc liệt. Không ngờ lúc này Ma Đông Xúc tới, Iso nhường lại chiến trường rồi rút lui. Ma Đông Xúc đi ra chỗ Giang Hai và tấn công hắn ngã xuống đất. Đối phương rút dao ra nhưng Ma Đông Xúc khống chế được. Nhưng tên Giang Ba đã đánh thắng đàn em và chạy thoát. Phía Ma Đông Xúc kẹp cổ Giang Hai, tạm thời dùng chút sức mạnh kẹp hắn cho đến khi ngất xỉu trên đất. Nhưng Giang Ba thì may mắn chạy thoát. Phía bên này Giang Hai rất trung thành, hắn nhất quyết không nói vị trí của Giang Chen. Ma Đông Xúc chỉ đánh đóng vai ác. Tuy nhiên Giang Hai vẫn không nói ra hành tung Giang Chen. Một tên Tàu Khựa giết người không chớp mắt, quả nhiên là cứng đầu hơn người. Hôm sau đại ca Iso đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cho bố mẹ. Đúng lúc đó Giang Ba đeo khẩu trang đi tới, hắn dùng bình xịt cứu hỏa xịt cứu tung. Giang Ba đại náo buổi sinh nhật, nhóm đàn em lập tức đuổi theo hắn ra ngoài. Đúng lúc này tên độc ác Giang Chen đi đến, mỗi lần hắn vung rìu là chém một tên đàn em của Iso. Cứ như vậy không biết bao nhiêu người mất mạng. Cuối cùng hắn tìm được Iso, sau một hồi đánh lộn trong làn khói, hắn đã trực tiếp đâm chết Iso vào thẳng tim. Sau việc này cục trưởng rất tức giận, vụ án phòng karaoke xảy ra 2 tháng rồi, Ma Đông Xúc và đồng nghiệp không những không bắt được Giang Chen, mà giờ còn khiến hắn quay lại giết quá nhiều người như vậy. Nên cục trưởng đã giao vụ án này cho đội 2, Ma Đông Xúc vội vàng thương lượng, anh hứa có thể bắt được tất cả đám xã hội đen. Cục trưởng giao cho Ma Đông Xúc tiếp tục điều tra, nhưng chỉ hạn trong vòng 10 ngày. Đội trưởng đội 2 rất tức giận vì bị cướp vụ án. Ma Đông Xúc tiến đến bắt tay làm hòa. Chỉ bắt tay thôi mà anh đội trưởng cứ kêu ai ái. Phía khác một nhà chọc phú bất động sản đang muốn giải phóng mặt bằng làm bất động sản, nhưng có nhiều người dân không chịu rời đi. Thế là ông ta tìm đến tên ác bá Giang Chen. Chỉ cần Giang Chen khiến họ rời đi, sẽ đưa Giang Chen 5 triệu won lệ phí. Lúc ăn cơm Giang Chen lật lọng muốn đòi 10 triệu, đối phương không đồng ý. Giang Chen trực tiếp đạp trợ lý của ông chủ xuống đất. Trong số những người không chịu rời đi, có một người là đại ca xã hội đen, chủ bất động sản cũng đã suy nghĩ lại. Ông ta liền đồng ý với mức giá 10 triệu. Đúng lúc này đàn em của đại ca Hoang đổ tới. Sau một cuộc chiến khốc liệt, Giang Chen liều mình nhảy ra cửa sổ xuống đất. Hắn cùng Giang Ba lên xe chạy khỏi hiện trường, sung run trên xe căm giận. Anh rút dao ra hùng hổ đâm Giang Chen báo thù cho đại ca, nhưng không giết được, mà lại còn bị hắn cướp dao giết luôn tại chỗ. Sau đó hắn còn đến nhà của Sung Jun. Giang Chen thông qua vợ của Sung Jun biết được đại Hoang từng tìm đến. Thế là hắn đoán được chính Hoang là người cử Sung Jun đến giết mình. Hôm sau Giang Chen bảo đàn em đi khắp nơi quấy rối dân, đu khắp nơi đập phá và thu tiền dã man hết sức. Một cậu bé đã lén chụp lại, sau đó đưa những tấm ảnh lại cho Ma Đông Xúc. Một thời gian điều tra, đội cảnh sát biết được nhóm tội phạm lần này lên đến 26 tên. Ma Đông Xúc tình cờ biết được, nếu Giang Hai bị dẫn về nước xét xử thì chắc chắn sẽ bị tử hình. Lúc này anh đã nghĩ đến một cách, cho hai người đóng giả làm cảnh sát Trung Quốc. Bọn họ giả vờ muốn đưa Giang Hai về nước, Ma Đông Xúc giả vờ ra thương lượng. Anh nói với Giang Hai nếu giờ muốn thoát thì hãy nói ra tung tích của Giang Chen, thì có thể ở lại Hàn Quốc, vài tháng là sẽ được thả ngay. Nhưng kèo thơm thế mà Giang Hai cũng không nói. Hai cảnh sát giả muốn bán ma túy ở Hàn Quốc, nhìn thấy hàng của cảnh sát rơi ra, Giang Hai nhanh chóng mua chuộc họ. Giang Hai nói hắn có thể giúp cảnh sát bán hàng nóng, và thế là Giang Hai đã được thả. Giang Hai không nghi ngờ gì về chỗ của đại ca Giang Chen. Giang Chen vừa nhìn đã biết được tất cả, hai cảnh sát đó chắc chắn là cảnh sát giả. Nhưng khi Giang Hai trực tiếp đưa ma túy cho Giang Chen kiểm tra thì mới tin Giang Hai nói thật. Sau đó hắn ta hẹn gặp hai cảnh sát giả. Ma Đông Xúc lập tức đưa người đến điểm hẹn. Trước khi đến thời gian hẹn, Giang Chen dẫn rất nhiều đàn em theo, cảnh sát cũng phục kích sẵn khắp nơi bên ngoài. Nhưng không lâu sau người đi vào lại là Giang Hai và đồng bọn. Ma Đông Xúc lập tức dẫn cảnh sát lao vào bắt hết luôn. Hóa ra Giang Chen không đến, mà hắn đem người đến chỗ quán karaoke của đại ca Hoang báo thù. Hai bên vừa gặp nhau đã xảy ra ẩu đả, cứ dao nhọn đâm lia lịa vào nhau. Khi Hoang đụng trúng Giang Chen, anh cũng hoảng sợ bỏ chạy tụt quần. Giang Chen vừa giết người vừa đuổi theo. Đại ca Hoang mặc kệ nguy hiểm băng qua đường lớn, Giang Chen cũng đuổi theo ngay sát phía sau. Đợi khi đuổi đến, Giang Chen trực tiếp cầm dao dâm liên tiếp vào Hoang, rồi cứ thế hai tay bóp cổ. Thấy đối phương không cử động nữa, hắn mới bỏ chạy. Chuyện này đã bị đồng nghiệp của Ma Đông Xúc nhìn thấy. Thế là anh đã nhanh chóng gọi điện cho Ma Đông Xúc. Lúc Giang Chen đang bỏ chạy, nếu không chặn lại hắn sẽ thoát mất. Anh cảnh sát dũng cảm đối đầu với hắn. Giang Chen tăng tốc muốn đâm chết anh. Thật may xe của Ma Đông Xúc đến kịp thời cản lại. Ma Đông Xúc kẹt lại trong xe, anh đồng nghiệp một mình lao đến đấu với hắn, bị hắn đánh cho gần chết rồi. Ma Đông Xúc lúc này mới xuống được xe.
đấu tay đôi với đàn em của Giang Chen. Giang Chen lại nhân cơ hội bỏ chạy. Khi hắn chạy đến một quán ăn nhỏ của cậu bé, hắn gọi điện cho chủ bất động sản. Giang Chen muốn lấy ngay 1 tỷ won. Cậu bé này vừa nhìn đã biết là kẻ thủ ác tàu khựa, nên đã trốn vào một góc. Nhưng Giang Chen vô tình phát hiện ra những tấm ảnh cậu bé chụp mình. Cậu bé lúc này gọi điện cho Ma Đông Súc, nhưng máy bận vì anh đang gọi điện cho đại ca Hoang. Thế là Giang Chen lại giết luôn cậu bé. Ma Đông Súc thấy cửa bị vỡ vội vàng chạy đến, thì đã thấy ông cụ chủ quán chết rồi, cậu bé bên trong cũng khó mà qua khỏi, chỉ kịp nói rằng Giang Chen đang muốn trốn về Trung Quốc. Mà cùng lúc này, Giang Chen đã lấy được sổ tiết kiệm 900 triệu won từ chỗ tay trợ lý, nhanh chóng chạy vào tới sân bay. Ngay lúc hắn đang ở nhà vệ sinh, Ma Đông Súc bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, tất nhiên không thể tránh khỏi một cuộc thư hùng đỉnh cao. Quả thực tên giết người hàng loạt tàu khựa không phải dạng vừa, nhưng với Ma Đông Súc thì vẫn chưa đủ. Hắn điên tiết hút đổ Ma Đông Súc thủng vào nhà vệ sinh, rồi chơi bẩn bằng chổi hót cứt, còn dùng lọ hoa đập vào đầu anh Ma. Ma Đông Súc đành dùng sức quật hắn lại. Trong lúc hắn lấy mảnh kính để giết Ma Đông Súc, Ma Đông Súc nén đau trực tiếp bẻ gãy tay của Giang Chen và còng tay hắn ta vào cùng ống nước, cuối cùng đấm một quả cho tên giết người hàng loạt gục luôn. Ma Đông Súc dựa vào khả năng của mình đã làm cho tất cả băng đảng xã hội đen phải kính nể. Anh đồng nghiệp nhát gan khi trước, bây giờ cũng hổ báo lên nhiều. Nếu không có Ma Đông Súc, thật sự không biết bao nhiêu người sẽ phải nằm xuống dưới rìu của tên Giang Chen. Những phim nào có Ma Đông Súc, thật sự không xem thì hơi lãng phí cuộc đời. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.